Chào các bạn, hôm nay mình quay cho các bạn xem cây ổi con. Đây là cái cây ổi mà mình cũng xiết từ cái cây quả to ấy, cây to ấy, nhưng mà nó ở cái cành nhỏ nên nó ở cái mép cây nó ra rễ thì mình tẩy ra mình trồng vào đây. Nó các bạn nên là hiện nay cây nền cũng đã rất là tốt rồi. Đấy. Các nhìn cảnh quan thì rẽ ra cũng rất là nhiều. Đấy, rẽ các bạn, đấy, rẽ đây. Rẽ rất là nhiều. Nào thì cái cảnh quan này cũng có thể là cho ra thành một cây được rồi. Đấy. Đây các bạn, rẽ này. Rất là nhiều, rất là khỏe. Đấy. Và các bạn nhìn cái trồng đấy cho nó nên phát triển tốt đi. Sau này mình sẽ cắt tỉa cho nó xum xuê, và cái cây này khả năng mình sẽ để theo kiểu dáng tự do. Cho nó xum xuê, cho nó vui mắt. Thì với cây chiết như thế này thì các bạn là từ cái cây nó đã có cho quả rồi các bạn. Thì cái cây chiết này mình nghĩ là chắc cũng nhanh cho quả thôi. Cho nên bây giờ mình để tự do để cho nó phát triển ra quả. Và mình để cái chậu vào xuống đất như này. Thì nay mai mình cứ cho nó kệ nó, cho nó ra rễ. Nó hút chất tự nhiên ở dưới này. Để nó phát triển tốt và nó cho quả. Sau này mình cắt rễ đi thì cái phần trên này, chậu thì mình cứ vẫn đảm bảo chồng nó yên tâm được. Đấy. Đấy, các bạn, cây này bây giờ cao tầm khoảng 60 phân. Đấy, tất nhiên là mình cũng đã cấu được một hai lần ngọn rồi các bạn. Đây này. Đấy, đi cấu ngọn rồi. Đấy, mà đang phát triển lên rất là khỏe. Hôm nay trời cũng rất nắng. Và đây là cây đu đủ. Cây đu đủ hôm trước có các bạn là mình dâm nó ra rễ, mình đem đây mình trồng đấy các bạn. Đấy, đây các bạn nhìn đang ra hoa. Cái trồng đất này nó phát triển mạnh, nó lại là ra hoa ra quả này các bạn. Đấy, đây là cây dâm. Còn nếu như giả thiết thì các bạn nào không tin ý, thì nếu như là cây chiết thì không bao giờ có đoạn tắt ngọn này đâu các bạn ạ. Đấy, nó sẽ bảo đảm nên sống khỏe tốt ngay. Nhưng đây mình cây chiết cho nên là quên là cây dâm. Cây dâm cho nên là quá trình phát triển đây này nó toát cái ngọn lại. Đấy. Mình tưởng nó không sống được cơ. Nhưng mà cuối cùng nó vẫn ra rễ các bạn. Đem lên trồng. Cái này thì mình chỉ trồng thí điểm cho nó vui thôi. Đấy. Không quan tâm nhiều với cái cây này đâu các bạn. Đấy, nhưng mà như vậy này chứng tỏ rằng đu đủ cũng là dâm được. Đây là kết luận của mình bây giờ. Thì còn đây mình tiếp tục quay cho các bạn xem cây ổi tiếp theo. Nó các bạn, cây này thì nó cũng độ cao của nó thì tầm khoảng 1m2 1m3. Đấy. Nếu phần thân to bằng cổ tay này thì nó gần bằng cổ tay, cái gốc thì bằng cổ tay, nhưng phần thân to cổ tay thì bác coi các bạn đến đây thôi, nó chỉ khoảng 30 phân. Thế nhưng mà trên này thì nó có cái hai cái thân như này các bạn này, đây các bạn nhìn hai cái thân đây, các mình quay gần cho các bạn xem hai cái thân nó quấn quyện vào nhau như thế này. Đấy, các bạn nhìn. Đấy. Quấn quyện vào nhau. Đấy.
Đây các bạn nhìn này. Trông cũng rất là vui mắt. Thế thì mình tổ chức chiết các bạn. Đây các bạn, mình vừa mới làm xong đất còn rất ướt này. Đấy, còn rất ướt. Đấy. Thế thì là nay mai cái đoạn gốc này, cái cây này là cái cây mọc ở bờ sông mình đánh về, không phải là cây gì, cây này là cây con, cây con mọc bờ sông mình đánh về. Thì nó bằng cổ tay rồi, tất nhiên cái rễ thì mình cũng chặt cũng cơ bản rồi, nhưng mà nói chung tóm lại là đây là cái cây mọc. Thế thì đoạn gốc đây lên đây khoảng 30 phân thì nó cao quá. Thế thì mình tổ chức chiết chỗ này các bạn, để nay mai mình cắt ở cái khu vực này và cái toàn bộ cái phần hai cái thân này thì nó gần như sát gốc đi lên đấy các bạn. Như vậy thì mình làm một cái cây gọi là phu thê. Thì với cái cây này thì từ cái chỗ mình chiết mình đây đấy, thì còn khoảng 60 phân, hơn 60 phân các bạn. Mình quay các bạn xem. Đây trước mình đánh thì nó bị dập, mình bôi keo liền sẹo, bây giờ nó cũng đã phát triển sẹo các bạn. Đấy, đã phát triển sẹo, nói chung là phát triển như thế vậy là được rồi. Đấy. Đến bây giờ là cây, nếu mà để tự do như thế này thì là gọi là cây cũng đã phát triển rất là tốt. Mình cũng mới cắm ngọn, mới cắm ngọn đây các bạn, mới cắm ngọn để cho nó nảy mầm. Và mình quan sát thì thấy cái cây này nó có cái thân đặc biệt. Đấy, đặc biệt như vậy. Cái này cắt đi thì nó tiếc, mà để thì nó rất là cao so với đoạn gốc thì nó cũng không hợp lý. Nếu mà mình để tự do thì không nói làm gì, nhưng mà mình muốn chơi bonsai tạo dáng thế thì báo cáo các bạn là nó cũng không thẩm mỹ. Nó chẳng ra cái dáng gì, mà cái đoạn nứng nơ thì có hai thân. Đấy, chính vì thế mình chiết đi. Còn cái gốc này nào mình làm cái cây bonsai mini ở dạng thấp, khoảng 25-30 phân gì đó. Đấy, còn từ đây cho nên mình chiết cái một cây là một cây dáng thế phụ thê các bạn. Đấy, cuộn lắc rất là tự nhiên, như chẳng có cái bàn tay nào cả. Đây các bạn nhìn, tự nhiên. Nó quấn quéo rất là tự nhiên. Trông cũng rất là hay. Tất nhiên bây giờ thì nó đang mầm lá, các thứ nó đang phát triển linh tinh thì nó chưa được rõ lắm các bạn. Nên mà nào mình thành cây rồi thì lúc bây giờ mình sẽ định hình tay tán, tay cành thì nó sẽ chắc chắn là mình nghĩ là sẽ trông sẽ dễ trông hơn. Thế thì theo mình dự kiến với cái cây mà nó hai thân nó sát gần như sát nhau thế này thì mình cũng tiến tới sẽ làm những cái tay cành giả thiết như sau. Thì cũng mong các bạn tham khảo, bởi vì đây cũng mới đang được gọi là phác thảo thôi. Đấy. Các bạn đây là có cái điểm nhấn ra đây.
đấy, điểm nhấn ở đây, đây những cái điểm nhấn ở phần lưng lưng cây. Thì đó các bạn, ở đây khu vực này thì mình sẽ để cái năng sẽ để một cây đấy. Và khi khu vực này hai bên đây đấy, hai bên này thì mỗi bên mình cũng để một tay đấy, gọi phu thê cho nên là mình để sẽ khả năng sẽ nhiều tay lên các bạn ạ. Đấy. Và cua cái điểm nhấn này thì ở bên cây to mình để một tay này đấy. Và cây nhỏ này mình cũng sẽ để lên một tay đấy. Và phần ngọn tiếp theo nữa thì đại loại là mình cứ dự kiến nhìn cái cây nó như vậy. Còn sau này thì có thể là mình có thể làm tất cả là 5 tán, 5 bông tay hoặc là 7, 9 gì đó. Miễn sao là những cái cây cu thê này nó có cái dáng dấp nó sum xuê và nó trông nó vừa mắt với lại tứ diện. Vì cây này chắc chắn là mình sẽ chơi theo kiểu tứ diện các bạn ạ. Đấy, vì cái độ nuộn nắc của nó là cũng rất là đẹp. Đấy. Bây giờ hiện tại như bây giờ thì nó hơi nghiêng đây các bạn nhìn. Đấy, các bạn nhìn. Đấy, trồng nó hơi nghiêng, nhưng sau này mình đưa vào chậu thì chắc chắn rằng là nó sẽ phát triển lên đều hơn. Đấy, xoay được cái nắng thì nó đỡ hơn. Đấy, còn như đây các bạn thấy này, nguyên cái mặt này là lá gần như không không có mầm lá nào ăn được này cả. Đấy, vì nó sát vào cái khu vực đống đất này, đống gạch này. Đấy, nó chỉ hắt vào cỏ nên rất là tốt, cho nên nó chỉ hắt hết ra ngoài thôi, còn nửa này gần như không có. Đây các bạn nhìn, đấy xu thế hắt hết ra ngoài. Đấy, chính vì thế là sau này mình chiết xong mình đưa ra ngoài thì mình sẽ chấn chỉnh lại sau các bạn. Các bạn quả nó rất là tốt. Tạm thời thì đây cái là mặt là chính diện của cây, và các bạn quan sát tổng thể. Thì hôm nay là mình cũng chia sẻ với các bạn về cái hai cây ổi, một cây nhỏ con để làm cái tán tự nhiên, và một cây cây nó có dáng hình thù hơi lạ mắt. Mình làm chiết làm cái cây phu thê thì cũng xin được chia sẻ các bạn như vậy. Thì cũng mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin tạm biệt các bạn.